Qua 2 ngày diễn ra hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều nay. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương dự hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 11.632 điểm cầu trên toàn quốc với 1.196.227 cán bộ, đảng viên, nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết. Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long có đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong 2 ngày, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành được nghiên cứu, học tập quán triệt 4 chuyên đề là nghị quyết kết luận hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Bao gồm nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và kết luận về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các chuyên đề được các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư trực tiếp truyền đạt nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm bắt đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống những nội dung cốt lõi trong các nghị quyết kết luận hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Nhất là các quan điểm chỉ đạo, chủ trương, đường lối, những điểm mới, điểm nổi bật của nghị quyết kết luận cũng như một số điểm mới, nội dung cần lưu ý trong nhiệm vụ giải pháp tuyên truyền tổ chức thực hiện. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy Đảng các cấp, cán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc hai bài phát biểu rất quan trọng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khi khai mạc và bế mạc hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Các nghị quyết và kết luận hội nghị là những vấn đề rất hệ trọng, vì vậy cấp ủy Đảng các cấp cần tiếp tục tổ chức học tập và quán triệt với các hình thức phù hợp trong đảng viên và nhân dân. Khẩn trương nghiên cứu cụ thể quán nghị quyết kết luận của Trung ương, kế hoạch thực hiện của Bộ Chính trị tại từng cơ quan đơn vị, chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Ngay sau khi bế mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long triển khai kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết kết luận hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng kế hoạch trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết cho từng đối tượng cụ thể ở cấp mình, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, an toàn và trực tiếp lãnh đạo mở các lớp học tập quán triệt cho cán bộ đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy là đề nghị Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở ngành cũng như là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, các cấp, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh ủy thì phải quán triệt và vận dụng sáng tạo những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết hội nghị Trung ương 6 để xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể thiết thực ở ngành mình, cấp mình hoặc là bổ sung vào kế hoạch chuyên ngành cho cả giai đoạn 2020-2025. Chương trình kế hoạch là phải thực hiện có lộ trình cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, của các cơ quan thông qua kế hoạch công tác, các đề án, dự án, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Thứ hai là yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội các cấp thì phải chủ trì thảo luận chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết để bổ sung, hoàn thiện và ban hành triển khai theo lộ trình, thể hiện quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.